Chào các bạn, thì hôm nay mình hướng dẫn trẻ cũ kỹ lại. Thì một thời gian thì mình hướng dẫn lên nhóm trẻ cũ thì có một số bạn trẻ mà nhưng nó cũng vẫn chưa có đúng. Nó bây giờ hôm nay mình hướng dẫn kỹ lại. Thì một là cũ mình mua về, mình khi mình chọn những cái cũ mà lá nhiều thì nói chung là, và cái cũ đó ít lá mà những cái cũ đó nó chắc tàn hoa và của khách đó. Nói chung là mình mua của các bạn mà giống cũ về, hoặc mình trồng mình chăm nó, cái cũ nó già chắc thiệt đó, mình mua về mình trồng cái thành trẻ cũ thì cái cũ nó chắc, cái cũ này đó. Thì mình bây giờ mình vệ sinh cũ, thì cái cũ thường thường trẻ thì đế không có nhiều, cũ mà đế nhiều quá thì nó già rồi. Nói chung là già thì này là nó vừa già tới thôi, cái cũ cái đế còn nhỏ nè đó. Thì trẻ thì mình rửa sơn á, mình vệ sinh tất cả những cái phần mà đen này nè. Mình sẽ gọt gọt rễ vỏ. Các bạn không nên cắt sát xuống vậy, cắt cắt ngang vậy một cái là giống như là cái cũ đó là cái đế bự dữ lắm rồi, già rồi đó. Thì cái cũ tơ mà, cái cũ mà gọi là mới tơ tin đó, vừa già tới hoặc có thể là trổ hoa một lần rồi chăm lại đó. Thì mình gọt như thế này, gọt như thế này, gọt xéo theo cái độ cong của cái cũ, gọt xéo theo độ cong của cũ đó. Ngay chỗ cái phần rễ nè đó, sau khi gọt xong đó, bạn gọt ngay giữa lại một cái, tại phần này là phần không có ra rễ, lỗi giữa nó không có ra rễ, bạn cắt nó cái đó. Loại bỏ những cái bệnh này kia chỗ cái kiểu. Nói chung dễ thì nó rất là dễ mà, nhưng là cái này mình cũng rút kết kinh nghiệm ra nhiều năm, mình chẻ cũ nhiều lần dữ lắm rồi, mình phải theo dõi từng miếng chẻ mình mới biết được cái kỹ thuật này. Mình chia sẻ cho các bạn thôi, mình chia sẻ là một chuyện, còn các bạn thực hành một chuyện nữa. Tại khi mà mình làm nhiều khi là nó không giống rồi, nó thời gian mình chăm rồi này kia nó ảnh hưởng nó rất là nhiều. Mà nhưng quan trọng là cái chẻ cũ xưa giờ thì các bạn cứ 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 chẻ, các bạn cứ cắt ngang rồi cắt dày rồi bạn chẻ sổ xuống thôi, mà nhưng là nó thật sự nó phải có một chút gì đó thay đổi một xíu nè. Các bạn rửa ha, các bạn rửa loại bỏ, tại vì những cái vỏ lụa này nếu mà chăm mà họ chăm á, thường thường mình phải lọt bỏ, nếu mà không lọt bỏ thì như vậy nó sẽ sau này là nó sẽ nhũn ra, nó sẽ sinh nấm bệnh nó, thành ra là mình phải vệ sinh sạch sẽ. Cái cũ của mình chắc khỏe là bạn thấy không, nó xanh nè, xanh nó mướt, và cái dòng rễ này nó mới vừa già tới thôi, nó không không cái độ đế đế nếu cũ nó nhiều năm rồi thì nó sẽ suy. Nếu các bạn trồng bạn chăm mà không có thay phân thường á, một cái chậu phân mà bạn cứ 2 3 năm bạn trồng nó lụng lụng thì nó hết dinh dưỡng rồi, thì những chậu phân nó sẽ sinh ra nấm bệnh. Thành ra là mình nhổ lên mình thay, hoặc có thể là mình chẻ nó. Cách tốt nhất là ví dụ như nó chuẩn hoa rồi thì mình chẻ để mình có được nhiều cái con hơn nữa, rồi từ nhiều cái con đó mình bắt đầu nó lớn lên là nhảy con, mình tách cái con đó mình chơi tiếp, rồi cái cũ đó mình chơi hoa xong rồi mình tiếp tục là mình nhân giống tiếp cho chẻ. Các bạn rửa sạch cái cũ, phải rửa thật sạch. Nếu mà miếng chẻ bạn còn những cái vết đen này đó, là miếng chẻ đó không, đại khái là nó không không an toàn. Rồi thì cái cũ cũ này á, thì các bạn thường thường nó tới đây là cái phần đen nè đó, các bạn cắt lên tới đây bạn cho nó loại bỏ cái phần đen nó đi. Dạ đừng đừng cắt cao quá thì nữa nó khô, cái này cũng vậy nè, cắt thấp quá thì nó mất dinh dưỡng uổng lắm, nó ngay cái cũ cũ co lại nè. Các bạn cắt đây, có thể giờ bạn cắt cắt xéo vậy đi, xong các bạn lãi nó lại đó, đâu nhất thiết là mình dùng một nhát dao cắt đâu đó. Có thể là mình gọt nó đó. Mình gọt cái phần phần đen này bỏ nè đó. Đó, phần đen này nếu loại bỏ càng 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 tốt đó. Thì các bạn chẻ đây xuống, chẻ chẻ lại một cái mình canh, tại khi một cái dao này xuống có thể là nó bị xéo, nó không đều cái cũ. Và các bạn thường xuyên rửa nó nha, tại nói chung là nó sẽ ăn lan cái nấm bệnh đó, thành ra là mình rửa với cái vòi nước là tốt nhất. Sau khi cái cũ này thì mình có, thì cái cũ này thì giờ tầm khoảng 6 sen 7 sen gì đó. Đó. Thì cái đầu tiên thì mình chẻ xuống ngay cái đỉnh sinh trưởng là ngay chỗ này, chẻ xuống đó. Nhưng các bạn canh nó ngay nha, canh nó ngay đặng nó chia 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 cái miếng chẻ mình nó đều
đó. Đó. Sau khi mình chẻ ngay vậy á thì cái đế đây nó cũng điệp, nó cũng hơi, nói chung là không bao giờ bạn canh chính xác 100% đâu, mà nhưng là nó cũng cơ bản là nó cũng lệch qua tí xíu, không 49 51 hay là chứ 50 50 thì hơi hiếm đó. Thì mình được hai cái miếng chẻ nè đó. Thì miếng chẻ này thì bắt đầu bây giờ là mình mới coi cái tép. Khi chẻ nó là nhớt nhau rửa sạch sẽ hết là vậy là an toàn, miếng chẻ rất là sạch đó. Sau khi bạn sẽ coi tép, bây giờ là từ cái phần này lên đây là mình đếm nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, có thể là 10 12 tép nè. Cái dòng này là 12 tép. 12 tép thì nhiều của Úc á, tép nó sẽ ít hơn và cái miếng tép nó bự, nó dạo nó cao lên. Còn những củ lai á, thì nói chung là nó khít hơn, Việt Nam mình thuần rồi thì nó khít hơn. Đó. Thì bây giờ mình đếm tên 10 tép. Thì bây giờ tên 10 tép này á thì mình chẻ nó ra làm 8. Làm 8 tách ra 16. Tại nó tép tép nó nhiều. Đó. Khi mà cái miếng tép mình ít hơn dưới 10 á thì bắt đầu là mình mới mới chẻ nó, là bây giờ là làm chẻ nó ra làm 6 tách 12. Đừng cho cái miếng chẻ nó bự, tại vì cái miếng chẻ nó ít á, cái miếng tép ít mà bạn chẻ nó nhỏ ra làm 6 tùy cũ nha, chứ không phải là cái cũ nào cái kích này cũng cũng đây. Dù cái dòng Sona nó nhỏ hơn thì tép nó nhỏ hơn thì bạn phải chẻ nhỏ hơn đó, từ 5 sen, 6 sen, 7 sen, 8 sen, 9 sen, 10 sen, mỗi cũ vậy nó sẽ khác nhau. Và nhưng cái cũ trung bình nó là khoảng cỡ này nè đó. Thì cái cũ này bây giờ là mình hướng dẫn mình chẻ nó ra làm 8 tách 16 đó. Thì các bạn canh hồi nãy là mình tên mình đi xuống ngay đỉnh sinh trưởng đó, thì tại vì mình canh nó ra đằng cái đỉnh sinh trưởng này nó chia làm hai ra nè đó. Đó. Chứ mà nếu các bạn chẻ để ngược dưới lên thì mình thì khi mình lệch qua cái đỉnh sinh trưởng nó bị xéo đó. Thì bây giờ là mình chẻ nó ra làm 8 tách 16 nha đó. Cái bộ môn này nói chung là cũng đam mê rồi nghiên cứu rồi mình làm, mà nhưng nó dễ lắm các bạn chẻ không đúng cũng được đi, mà nhưng trong quá trình mình chăm nó vẫn lên bình thường, nhưng nó ít con hơn. Còn mình chỉnh sửa để nói chung là con nhiều nhất có thể, tại vì một cái cũng chẻ cái quan trọng các bạn nhất là nó có độ hở để chẻ nó lên con. Các bạn thấy không, làm 8 thì bây giờ cái miếng chẻ nó vẫn có hai ba cái chấm này là cái chấm rễ nè đó, thì nó chia chia đều ra vậy. Cũ này nói chung tương đối cũng già cũ hết rồi, nói chung là đã tổ hoa, mình mua mua của các bạn làm giống thì mình về mình chẻ cũ luôn, tại vì thời gian mình chăm mình rút ngắn thời gian lại. Thường thường mà cũ cũ mà gọi là ấy thì nó có cái ngọn hoa, các bạn thấy cái ngọn hoa cao kia không đó, ngọn hoa này họ mình sẽ bỏ ngọn hoa này đi. Thì bây giờ mình đã có được là 18 miếng, 8 miếng mà thấy nó trắng sạch, rất là sạch không, nếu dơ nó sẽ bị nấm bệnh đó. Trong quá trình mình cắt cái nó là vết thương mà nó chưa có lành lại, thì trong quá trình cái vết thương đó nó sẽ mình để hoặc nó còn dơ, nó sẽ bám vào cái tế bào gọi là vi khuẩn, nó sẽ xâm nhập vào cái miếng chẻ của mình đó. Nếu mà cái miếng chẻ của mình nó nói chung là không vệ sinh sạch kỹ thì nó sẽ nấm bệnh. Còn bây giờ là bắt đầu là mình tách nè. Thì cái đỉnh sinh trưởng này là mình cái ngọn hoa là mình bỏ nè, ngọn hoa thì nó nằm tại chỗ này, cái dạo dòng nè, thấy không, chỗ này các bạn tách bỏ nó đi, tách bỏ cái ngọn hoa nè đó. Ngọn hoa này nó sẽ nhũn ra, nó sẽ thúi thôi, mình phải bỏ cái ngọn hoa này đi. Rồi bây giờ bắt đầu là cái 10 nãy 12 điểm 12, 12 tép mình làm cái dòng nè, bây giờ mình tách ra nè. Thì các bạn tính cái miếng đầu tiên thì các bạn không tính, tại vì nó miếng đầu tiên này nó sẽ bị khô và nó mất đi thôi đó. Khi mình mất đi vậy á thì bắt đầu mình đếm là mình bỏ nè, bây giờ là một nè, mình là mình bỏ nè, mình đếm tới 5, 1 2 3 4 5 đó. Thì 5 tép như vậy thì các bạn tách nó ra, bạn dùng cái mũi dao nó tách hạt mình bẻ bẻ này ra nè đó. Các bạn thấy chưa, gì cái miếng chẻ của mình nó đã muốn bung rồi thì mình tòng xuống nó bung ra, nó mới nhảy con được. Cái con á, cái nanh nanh sữa nó phải bung ra, nó hở ra, nó độ hở thì nó muốn hở cái tép nào nó hở, mà nhưng là nó nằm trong cái đầu khoảng này nè đó. Còn các bạn để nguyên miếng này, các bạn chẻ mỏng hơn nữa thì
cái đế nó quá nhỏ đó, thì nó khích quá vậy thì cái con nó không mọc được đó, thì nó sẽ ít con hơn đó. Thì các bạn banh nó ra vậy, dùng cái mũi dao đó, các bạn hơi lái về cái độ khoảng, thì cái độ cong của cái miếng chẻ, cái miếng chẻ cái tép này thấy không, vậy thì các bạn tách xuống à, mình giả thử vậy thôi ha, đẩy xuống đây mình chẻ đó, tách xuống bẻ nó ra, các bạn xéo khéo nha, đặng cho đựng cái nó có hư miếng chẻ nha đó. Thì khi cái miếng chẻ này bạn thấy không nè, nó mình ngâm nước và mình ngâm là nó đã muốn có độ hở rồi đó. Thì cái phần này là cái phần nó sẽ nhảy rễ nè, một hai ba nó sẽ nhảy rễ nè, từ cái độ khoảng giữa này á, thì không nhảy rễ thì mình loại bỏ nó bớt đi, tại vì để mà chiều nó sẽ bị nhũng ra, nó thúi ăn lan lên thôi chứ không để làm nó không có nó cắt bỏ đi, dao phải bén, cắt bỏ mình cắt bỏ đi đó, mình cắt bỏ bớt tí xíu cái này đó đó. Thì cái miếng cái này nó khô lại mình châm thì nó đầu nó sẽ khô cái miếng chẻ này đi, mình còn lại ví dụ như 5 tép, các bạn cứ tính thì sinh lão bệnh tử sinh, nó đơn giản vậy thôi. Cái miếng thứ sáu là bỏ, tại miếng này sẽ khô. Còn trường hợp mà cái da của cái miếng chẻ này nó xấu á, các bạn tách loại bỏ hẳn luôn, nhưng cái đế này vẫn vẫn tỷ lệ nó vẫn bao nhiêu đó. Đó thì sau khi các bạn rửa từng miếng như thế này dưới cái vòi nước cho nó sạch đó. Đó. Rửa rửa miếng chỗ này, rửa đây chà nó sạch đó, rồi dưới này là rửa cái đế dày rồi đây đó, nói chung là nó chăm 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 chút lắm đó. Rửa xong thì cái phần tên ngọn nè, chỗ nào là những vết thương mình rửa sạch hết, mình rửa nó đi, rồi vậy là xong cái quá trình mà mình chẻ, mình rửa, mình bỏ vô cái thau để mình ngâm đó, bỏ vô vậy thì mình chẻ bao nhiêu mình bỏ nó vô, nó không bị lạc. Rồi tiếp tục những cái miếng chẻ khác, tới cái miếng hồi nãy mình tách nè, cái miếng này nó nếu mà nó, cái củ nó càng nhiều tép thì nó càng tốt, tại dinh dưỡng nó càng nhiều để nó nuôi đó. Cái miếng chẻ này không nhất thiết cái miếng chẻ nào phải ra rễ trước nó mới ra con, có thể là miếng chẻ ra con trước nhưng mình chăm nó cái con nó sẽ lú rễ ra nó nuôi, không nhất thiết cái miếng này là nó đâu có ra rễ được, nó phải dưỡng sống tươi lại nó nhảy con, sau 1 tháng sau cái con nó nhảy ra nó mới lú được cái rễ. Yêu cầu mỗi miếng chẻ gì nó ra được một cái rễ thôi, thì nguyên cái dòng con nó, cái rễ đó là cái rễ đầu tiên, giống như dây gốm vậy đó, nó sẽ nuôi cái miếng chẻ đó, nó nuôi nuôi cái miếng chẻ đó nó tươi và nó nuôi cái dàn con đó. Sau khi dàn con bự lên và cái dinh dưỡng mình cấp tiếp theo nữa là lúc cái rễ rễ con ra thì nó sẽ tiếp tục và nó nuôi cái con đó. Đó thì tên cái miếng chẻ này thì các bạn bỏ luôn cái đỉnh sinh trưởng, tại bỏ các bạn để đỉnh sinh trưởng nó chỉ lên được một con thôi, đỉnh sinh trưởng nhẹ này chút xíu, bỏ bỏ đỉnh đi đó. Thì đồng thời các bạn cũng bỏ bớt chút xíu này, này để nhiều nó thúi chứ không gì đó. Này miếng chẻ là tức là tỷ lệ miếng chẻ còn khoảng bao nhiêu đây, miếng chẻ cái dinh dưỡng của này nó sẽ nuôi nuôi cái miếng chẻ này trong vòng 1 tháng rồi để nó chờ cái con, bạn cũng rửa như thế này. Rồi tiếp tục thì bây giờ mình ra là 8 ngày 16 thì mình tiếp tục mình cũng vệ sinh, mình rửa rồi mình chắc mình chẻ y chang vậy, tại khi mấy tình mình chẻ mình không rửa nó không sạch thì nói chung là nó nhớt thì nó sẽ, còn ví dụ như các bạn thấy ai mà chẻ bụp bụp xuống về đem qua ngâm liền nó là còn nhớt còn dơ còn vi khuẩn dữ lắm, nó là vết thương, nó giống như củ khoai mỡ của mình vậy đó. Nhà vườn mình thường thường nó giống như là sau khi mình chẻ xong mình phải ấy cho nó đặng cho nó mặn, đặng cho nó không có bị bệnh đó. Thì mình ở đây thì cũng vậy, thì các bạn có thể là bỏ bỏ đỉnh sinh trưởng trước cũng được đó. Bỏ đỉnh sinh trưởng trước chút xíu đó. Đó, xong rồi mình gọt sơ miếng này một chút xíu nè, thì hồi mình cái kia mình phải gọt nó cũng trước sau gì cũng vậy thôi, rồi bắt đầu mình cũng đếm tép thôi. Tép đầu tiên bỏ nè, sinh lão bệnh tử sinh đó, có thể là các bạn trong quá trình chẻ các bạn đều điều chỉnh nó, thì cứ thấy cái miếng này bự quá thì mình điều chỉnh mình giảm ngày nhỏ lại, không nhất thiết là phải 5 6, không phải mình gọi là điều chỉnh, tại vì khi cái miếng chẻ này nó bự nè, các bạn thấy bự bạn bự nè đó đó, thì bạn chẻ xuống vậy thì cái miếng này nó bự thì nó nuôi nuôi tốt thôi chứ gì á, còn miếng này nó hở ra nó nuôi 2 3 con thì nói chung tùy theo cái giống nó sẽ lên nhiều ít điều chỉnh đó. Đó bạn cứ rửa nó bỏ bớt chút xíu cái này đó, rồi bắt đầu mình dưỡng này, mình phải bỏ lại bỏ bớt chẻ càng nhiều các bạn phải càng kỹ, và nói chung chẻ càng nhiều nó phải dành thời gian rửa này kia đầu thì có thể ẩu hơn chút, nhưng mình trong quá trình mình chăm mình vẫn 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 vẫn
rút ngắn thời gian nó được. Còn mà bạn trẻ từng giờ mình chỉ nhất là tức là mình chỉ trẻ một hai củ, mình trẻ số lượng ít là mình phải kỹ. Ban đầu mình tập sự mình kỹ, sau này những đốt cháy những giai đoạn mình có thể là mình ẩu hơn, tại số lượng càng ít càng nhiều củ thì tỷ lệ con nhiều, thì lúc đó mình giống như là cái con mình rất là nhiều rồi, cái mã đó cũng thường rồi. Còn những cái củ mắc tiền thì nói chung là mình làm kỹ chút. Hồi xưa Tâm cũng vậy, làm ẩu lắm rồi cứ đem ra rồi bữa tứ lung tung rồi cứ chăm thôi. Mình nhưng sao thấy nó không lên con nhiều, mình thấy rút kinh nghiệm tại sao người ta trẻ lên con nhiều. Một củ lên có thể là lên tới 40 cây la bi mà nhưng 40-50 luôn. Nhiều tùy theo giống, ít giống thì nó giảm xuống mà nhưng là mình phải trẻ đúng tỷ lệ. Đây nè, các bạn thấy cái dàn miếng trẻ không? 12 tép. Các bạn chia ra. Đây. Đó. Đặng ưu tiên cái miếng trẻ này nó giữ dinh dưỡng. Cái này cũng khoảng cỡ đậu khoảng thôi. Còn các bạn nhiều người không hết là trẻ mỏng cái này xuống nữa. Thấy không? Các bạn trẻ mỏng như thế này thì nó được có 2 miếng. Trẻ mỏng như vậy thì được 2 miếng nè. Mà nhưng 2 miếng này thì bây giờ cho các bạn giữ lắm lên 1 con, 2 con hoặc có thể là 4 con. Tại nó quá mỏng đi nó dễ thúi, nó cái đế nó không có, nó không giữ được giữ tươi miếng trẻ. Nhưng các bạn trẻ dày thì các bạn tách ra làm 2. Đó. Thì khi như vậy có thể là cái miếng trẻ lên được 4 năm, 3 4 năm rồi, đây có thể là 2 nữa, có thể là tỷ lệ cái con nó sẽ nhiều hơn. Và đồng thời một cái miếng trẻ như vậy nó sẽ ra rễ, nó sẽ nuôi nguyên cái dàn miếng trẻ này, nhưng cái dàn miếng trẻ này nó lại sinh ra nguyên cái dàn con để mình dưỡng, mình giữ cái miếng trẻ đó, mình giữ cái con đó. Đó, trẻ càng mỏng thì cái miếng trẻ này nó càng yếu, nó càng lên yếu. Và các bạn trẻ ra hai mấy miếng nó lên, cho mỗi miếng lên, đừng nghĩ là mỗi miếng lên được một cây con là ok, không có, nó sẽ không nuôi được cái miếng trẻ rồi, nó chết luôn. Rồi lúc đó là càng ngày nó càng lụng, nó càng thúi thôi, chứ nó đâu thật sự cái đâu. Thì các bạn thấy bây giờ đây nè, đó mình trẻ được 3 miếng rồi nè. Đó thì các bạn thấy 3 miếng này là bao nhiêu, nó đã được bao nhiêu cây con rồi, nó an toàn. Miếng cái tép dài bạn bự này nó dày, nó cui cái này nè, nó 3 miếng này có thể là lên con nhiều hơn 3 miếng ruột ở trong. Mà nhưng mà mình khi mình trẻ như thế này á, thì các bạn thấy không, đó thì như vậy nó an toàn, nó miếng trẻ nó vẫn bự nè. Đó. Thì các bạn tiếp tục trẻ tới, cũng gọt giữa một cái bỏ đến sinh trưởng. Hồi xưa mình không có bỏ, nó lên chỉ có một miếng thôi, bây giờ mình trẻ ra mình bỏ đến sinh trưởng luôn thì nó lên được nhiều con đó. Thì bây giờ cái miếng trẻ này mình giảm ra đó, tách ra đó, đó rửa vui thì đẩy ngày miếng, còn không vui thì để nguyên luôn cũng được, không sao hết. Đế dày cứng mà già cũ mà nó bỏ đỉnh sinh trưởng nè. Đỉnh sinh trưởng có khi mình trẻ nó lại qua lại, nhưng mình cái nào mình cũng bỏ cho nó chắc cú, chứ thật sự nó có một đỉnh thôi à. Mình trẻ xuống cái một cái miếng hồi đầu tiên chia sẽ làm 20-50, nó lệch qua chút xíu là cái đỉnh nằm bên đây nè. Nhưng mình cố gắng mình bỏ nó đi thì nói chung là cho nó chắc ăn đó. Nó rất là dễ nè, 2, 4, 6, 5. Các bạn lưu ý nha, nó sẽ có một cái bên đây là cái ngần hoa hồi nãy nè, là mình bỏ ngần hoa này đi, tại vì nãy nó sẽ có cái ngần hoa thì mình sẽ bỏ lại cái ngần hoa đi. Lại ngần hoa đi thì cái miếng này sẽ bị yếu nè, tại vì nó bị cái ngần hoa dinh dưỡng mình bỏ hết mấy rồi nè. Những miếng này nó có nguy cơ hơn, mà nhưng mình chăm nó trong cái cũng tốt. Các bạn chăm á, nên cái giá thể của mình á, là cái giá thể đó phải khô, vỏ trấu nhiều hoặc trấu hung. Đó, nó là cái họ lan, nó không cần đất hoặc cái các bạn đưa như phân bò, phân dê rồi ba cái phân ấy, nó sinh ra nấm bệnh nhiều, nó sẽ làm ảnh hưởng cái miếng trẻ thôi, chứ nó chỉ là vỏ trấu. Với người ta ương thường cái giống nó là ương cái phân vỏ trấu với trấu hung á, trấu hung hoặc tro trấu. Tro trấu là tức là người ta nấu những cái muối hay gì đó, cái tro đó đó mình đem ra, những cái tro đó mình phải về liền với mưa ngâm đằng cho đừng có mặn. Đó, như vậy mình chăm nó mới tốt cây được. Đó. Thì trong quá trình thí dụ như các bạn thấy cái này điều chỉnh thích thì các bạn thêm nó một tép nữa thì cho nó dày lên. Nặng thứ nhất trong đây tông một cái miếng trẻ, các bạn nên chừa lại những cái một miếng hơi to chút xíu, đặng gì khi bạn mua một cái giống này về bạn có, bạn phải giữ giống, gặp trường hợp nó thúi hay gì đó nó phải chừa lại miếng bự, đặng nó giữ được cái giống
Đó. Hồi xưa mình tính nghĩ vậy, còn giờ là mình làm theo đúng chuẩn vậy rồi thì mình không sợ nữa, mình làm nhiều lần quen rồi thì nói chung là cái cũ đó về mình chuẩn qua rồi là mình chẻ liền luôn. Hồi xưa là mình phải chừa lại, tức là mình mua cái cũ đó mình chẻ thì mình phải có cái con để mình giữ giống lại, mình sợ cũ thối. Mà nhưng giờ mình làm sạch sẽ đúng này kia quy trình rồi thì nói chung là cái con nhiều ít thôi chứ thật sự là đâu có sợ mất giống đâu, bạn chẻ hai ra đó, đơn giản là vậy thôi chứ đâu có gì đâu khó. Bớt cái này đi, bỏ luôn cái ngồng, cái đỉnh sinh trưởng trong đây nó có cái ngồng 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 hoa nè, bỏ luôn nè đó. Vô đó. Rồi quá trình chỗ này nè, chẻ có cái những cái ba vớ đen đen nè, bỏ loại bỏ luôn, viên chẻ sạch phần bên đây đó. Giống như bạn ra bào muốn đụng nước nó sẽ hở ra nè, không thì mình ngâm 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 thuốc ngâm chống chống thối rồi thì tự động miếng chẻ nó bung ra. Nói chung là ở nước ngoài nó sẽ chẻ mỏng hơn mình, nhưng mà mỗi thời tiết mỗi cái nơi người ta nghiên cứu người ta làm sẽ khác, còn ở Việt Nam mình thì nói chung là đa phần là mình chẻ theo cách này. Đây, sau khi các bạn chẻ rồi đây, ra 16 đây, 4 8 ra 16. Củ này là tròn đẹp nha, mình lựa những củ đẹp đẹp đó thì nó ra 16 nè, đó. Thì các bạn có 8 miếng đế nè, 8 miếng đế này là 8 miếng quyết định tới cái dàn chẻ nè, đó. Các bạn có 8 miếng đẹp nè, thấy không? 8 miếng này là 8 miếng gọi là rất là đẹp nè, 8 miếng này thì giờ cho mỗi miếng 2 thôi. Các bạn đã ra được 16 cái con rồi. 16 khi thêm cái này là 2 4 6 8 nữa, 8 nữa là ra 24 rồi. 24 này là dạng thổ chất, còn nếu mà nó hên nữa thì nó lên nhiều hơn. Trường hợp mà nói chung thối miếng thì hơi khó, tại nói chung các bạn chăm và các bạn ngâm ngâm thì nói chung rửa xong mình ngâm thuốc trong ví dụ như nửa tiếng, rồi sau khi mình vớt ra ví dụ như trời mưa mưa không có nắng thì mình lấy quạt máy mình quạt quạt cho nó khô cái nước trong những cái tép chẻ này. Thì khi nó khô như vậy bắt đầu thì mình bắt đầu là mình để, khi mình để lên các bạn đừng có để nằm như thế này, ví dụ như cái mặt tiếp xúc của cái gỗ hay gì đó các bạn để nằm như thế này đó thì cái chỗ này nó sẽ có bị ẩm, cái tế bào nó sẽ bị ăn vi khuẩn ẩm trong thời gian quá 1 2 tiếng, nó qua đêm hay gì đó nó sẽ bị thối. Khi mình phơi đó, khi mình ngâm lên đó, là khi mình hong cho nó ráo nước xong rồi mình sẽ để lên, mình canh mình trở qua vậy, mình để miếng chẻ vậy. Thì cái miếng chẻ này thì tổng lực của nó thì các bạn phơi nắng thì nó hút cái nước đi, hoặc quạt máy quạt nó sẽ khô đi, thì nó khô nguyên cái dàn miếng chẻ này thì cái phần nước này nó sẽ hội tụ nằm đây nè. Da này là cái da 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 da, da bình thường của cái miếng chẻ, nó không có bị bệnh tại vì mình để nằm như vậy, tất cả mình cái miếng chẻ mình phơi để nằm như vậy đó, thì nó sẽ bị nước đó. Các bạn lật lên thế vậy hết, đưa lên vậy hết, phơi lên vậy hết, sắp vậy đừng cho miếng chẻ nào đụng, rồi các bạn quạt cho nó khô. Tốt nhất là nếu mà có nắng thì đem ra chịu khó đi quạt mấy tiếng đồng hồ, mà ví dụ như tại mưa mùa mưa này quạt mấy tiếng đồng hồ nó đâu có nhiêu tiền điện đâu, cái miếng chẻ này lên cái con giá trị bao nhiêu rồi các bạn tính đi. Đó, nó phải an toàn thế này đó. Thì sau khi rửa hết thì đã sạch sẽ rồi đó, thì bây giờ mình ngâm thôi. Các bạn thì nhiều khi hỏi mình tại sao ngâm ngâm như thế nào đó, thì mình chẻ nói chung từng củ mình sẽ ngâm hai cái này cũng không cần nhiều ít thôi. Cái này y chang như là tôm chiên bột vậy đó, áo nhẹ nó cái. Nếu mà các bạn lấy nước sạch mà nhưng mình đây xài nước máy cũng được, tại vì nước nước sông nó sẽ có vi khuẩn, còn nước máy thì nó cũng qua xử lý mà nhưng mình nó không ảnh hưởng gì nhiều. Thì chỗ mình nghiên cứu mình làm theo cách đó thì mình cứ áp dụng vậy thôi. Còn ví dụ như tốt nhất các bạn ví dụ như nước sạch qua xử lý mà nước bình nữa thì càng tốt, nói chung là cái giá trị càng cao thì mình phải kỹ càng ấy. Trong môi trường của nước ngoài chẻ nó phải có qua sát khuẩn nè, rồi trong môi trường dạng như diệt khuẩn rồi vô rồi phải bắt đầu nó mới không khí nó diệt khuẩn này kia đâu hết, bắt đầu nó cái mô này kia đâu, cái gì cũng vậy. Quy trình mà làm giống của nước ngoài nông nghiệp công nghệ cao là các bạn thấy đâu phải như mình đâu, mình là nghiệp dư mình làm theo nghiệp dư, chứ thật sự nước ngoài với cái miếng chẻ này có thể chẻ nhiều miếng hơn nữa, mà nhưng là mình ở Việt Nam mình chẻ để đảm bảo an toàn thôi. Khi các bạn ngâm các bạn nhớ để cái tan lại đó thôi, nó lộn nha, lộn là mệt lắm đó. Nó khi ngâm một hồi các bạn lấy nó sẽ lắng xuống nè, các bạn lấy đồ được các bạn tở lên trộn lên, giống như thời gian trộn qua cho nó thấm này đều vậy đó, thấm gia vị vậy đó, đó. Thấm thuốc thì nó sẽ diệt khuẩn,
Rồi bạn đem lấy cái gỗ ha, cái quạt máy, đưa vô quạt máy quạt quạt khoảng tiếng đồng hồ là khô queo liền. Còn có nắng thì bạn hông gió làm cho nó khô cái miếng chẻ đi đó. Sau khi khô để mình không là khoảng 1 ngày rưỡi, nếu có nắng tốt là 1 ngày, chiều ngày mai mình tận. Ví dụ như chiều bữa nay là mình chẻ, hoặc nếu mà có nắng thì mình chẻ buổi sáng là tốt hơn. Còn nếu mà trường hợp đó đến lắm mình phải chẻ buổi chiều thì mình chẻ buổi chiều, thì chiều một hoàn quạt mình ấy xong mình sẽ mình hông cho nó ráo, xong mình sẽ quạt máy mình quạt cho tới tới tối, bắt đầu mình sẽ đem ngừng mấy tiếng đồng hồ, sáng hôm sau lại mình đem ra nắng, có nắng nắng sớm đó mình đưa qua đặng cho nó nắng, đặng cho nó diệt khuẩn đó, đặng cho miếng chẻ nó lành cái vết thương. Sau khi lành vết thương thì nó là cái miếng chẻ độc lập rồi thì cái sức sống sinh tồn nó phải phát triển thôi. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, cái clip này hơi dài, mình cảm ơn. Yeah.